Bật bếp cho nó nóng xong mình sẽ cho dầu. Dầu này mình dầu Ajinomoto gì ấy. Ủn trong mặt. Thông cảm cho ủn. Ủn sẽ cho dầu vào nhỉ. Ủn sẽ cho dầu vào. Ủn cho ít thế. Ủn sẽ cỡ. Ủa sẽ cháo mà cháo lại. Xong ủa sẽ cho phè lửa. Xong ủa. Ủa cặn. Ủa cặn ra ủa báo. Như mì ủa. Cho từ từ thôi. Ủn cho bao. Ủn giảm. Ủn cho bao hết. Cho từ từ thôi nha. Đừng cho lại. Ủn cho bao. Ủn cho từ từ. Rồi đây mình lấy cái gói này cho các bạn nha. Mình để đây nha. Tương ớt Cà Mau nhé các bạn. Ủn cho bao. Ủn cho bao. Ủn cho bao. Rồi. Đây tôi được phồng to lên các bạn ơi. Ủn sẽ táo. Đều có đảo thế. Đến lúc nó sẽ phồng ra. Phồng quá ủn đi. Cho nó cứ bé nó nắm. Cho ủn đi. Khỏe đấy. Trong này nó sắp phồng lên rồi các bạn ơi. À, phồng to lên rồi các bạn ơi. Người này ơi.
Các bạn ơi, mình chấm tương ớt cho một caramel một miếng nha bạn. Mình ăn miếng thứ ba nha các bạn nha. Cái miếng này vừa đẹp luôn các bạn. Mình sẽ cho camera men một miếng nữa nha bạn. Mình đang ngồi như kiểu có ghế để đít mình các bạn ạ. Mình phải ăn cay. Anh có cảm thấy ngon chưa? Hơi ít các bạn. Thôi mình đi vô lên gọi nhá. Cả em mình ăn hết luôn. Anh ơi các bạn ơi. Bye.
Yeah.